Kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Góc nhìn khán giả. Chương trình được phát sóng trực tiếp vào lúc 19 giờ hàng ngày trên kênh VTC14. Trong chương trình ngày hôm nay, mời quý vị cùng chúng tôi điểm lại một số clip tiêu biểu đã phát trong tuần. Mở đầu chương trình, mời quý vị và các bạn cùng đến với phần điểm lại những clip về giao thông. Thưa quý vị, trong tuần qua, ban biên tập chương trình đã nhận được phản ánh của khán giả Nguyễn Xuân Hùng từ địa chỉ email nguyenxuanhung@gmail.com về tình trạng taxi dù lộng hành tại thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Theo anh Hùng thì những chiếc taxi này thường gắn logo giả của hãng taxi Quyết Tiến, bởi đây là hãng taxi có số xe đông nhất tại thành phố Buôn Ma Thuột. Nhìn bề ngoài, khách hàng rất khó có thể phân biệt được, chỉ đến khi lên xe mới phát hiện ra. Bởi trên những chiếc taxi này không được trang bị đầy đủ các trang thiết bị và đặc biệt không lấy giá đúng theo quy định. Điều này gây ra tình trạng cạnh tranh không lành mạnh trên địa bàn. Khán giả Nguyễn Thế Hiệp trú tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh gửi đến chương trình những hình ảnh về trạm thu phí cầu Đá Bạc bỏ hoang gây cản trở giao thông trên địa bàn tỉnh này. Ngay sau khi khánh thành, trạm thu phí này đã không được đưa vào sử dụng vì không đáp ứng đủ tiêu chuẩn về khoảng cách giữa các trạm thu phí trên một trục đường do Bộ Giao thông Vận tải và Bộ Tài chính quy định. Thế nên dù được đầu tư đến tiền tỷ, với trang thiết bị khá khang trang, trạm thu phí này vẫn đắp chiếu bỏ hoang, trở thành nơi trú chân của người đi đường và gây cản trở giao thông. Khán giả Đinh Văn Luyện có số điện thoại 0169 với 3 số cuối là 116 phản ánh cùng chương trình về tình trạng chiếm dụng giải phân cách làm nơi để xe, tập kết vật liệu xây dựng trên đường Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội. Cũng liên quan đến những vi phạm về an toàn giao thông trên tuyến đường này, khán giả Nguyễn Quang Trung từ số điện thoại 0989 với 3 số cuối là 394 cũng gửi đến chương trình một số hình ảnh ghi lại cảnh các phương tiện xe máy, xe đạp đi ngược chiều trên làn đường dành riêng cho xe buýt. Còn khán giả Đỗ Thành Tâm trú tại Lương Tài, Bắc Ninh lại gửi đến chương trình một chùm ảnh ghi lại cảnh chủ phương tiện cũng như hành khách khi qua phà tại bến Đò Hàn thuộc thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương đều không được trang bị áo phao hay thiết bị nổi. Khán giả Vũ Minh Hiếu trú tại quận Long Biên, Hà Nội phản ánh cùng chương trình về thực trạng vi phạm giao thông tại quốc lộ 5 là đoạn giao cắt với trục đường dẫn vào thị trấn Sài Đồng. Còn khán giả Nguyễn Thế Thìn, trú tại xã Bắc Hưng, huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng, lại gửi đến chương trình một đoạn clip ghi lại những hình ảnh về đoạn đường dài gần 2 km chạy qua hai thôn Kỳ Vân và Trung Hưng, được lên phương án giải nhựa từ năm 2002. Nhưng cho đến nay đã gần 10 năm trôi qua, nhưng con đường đất vẫn chưa thay đổi diện mạo. Sau đây mời quý vị và các bạn cùng điểm lại những đoạn clip này. Đây là một trong những chiếc taxi dù mà khán giả Nguyễn Xuân Hùng đã nói tới. Mặc dù được gắn logo taxi của hãng Quyết Tiến, tuy nhiên những logo này rất dễ dàng tháo ra và lắp vào. Việc này để thuận lợi hơn đối với lái xe trong việc móc túi khách hàng. Trạm thu phí cầu Đá Bạc trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Trạm thu phí này được thiết kế khá hiện đại với nhiều làn xe khác nhau. Tuy nhiên sau khi hoàn thiện nó đã không được đưa vào sử dụng. Nguyên nhân là do cách đó chưa đầy 40 cây số, trên cùng một tuyến đường đã có một trạm thu phí khác là cầu Tiên Cựu được xây dựng trước đó nhiều năm. Giải phân cách giữa làn đường dành riêng cho xe buýt và xe cơ giới trên đường Nguyễn Trãi. Một số đoạn bị các hộ kinh doanh bên đường lấn chiếm làm nơi để xe cho khách. Còn trước khu vực xây dựng các công trình lớn, giải phân cách lại biến thành nơi tập kết vật liệu xây dựng. Đổi chỗ, ô tô cũng leo lên giải phân cách nằm chờ.
nhiều xe chở rác cũng được tập kết luôn tại đây. Bến đò Hàn trên địa bàn thành phố Hải Dương. Hàng ngày có rất nhiều lượt khách cũng như phương tiện qua lại trên tuyến đò này. Dù trên mỗi tuyến phà được trang bị rất nhiều phao cứu sinh, tuy nhiên số phao này lại được buộc chặt trên nóc. Còn hành khách thì vẫn không mặc áo phao. Ngã tư Sài Đồng quốc lộ 5. Mặc dù có biển cấm đi thẳng và rẽ trái đặt tại phố Sài Đồng, tuy nhiên những phương tiện này vẫn chờ để được đi thẳng sang phố Nguyễn Văn Linh và rẽ trái hướng về Hải Phòng. Để tiện rút ngắn thời gian và quãng đường, thay vì rẽ phải và quay đầu lại nơi quy định, những người này tranh thủ lúc đèn đỏ để đi trái đường, vi phạm luật giao thông. Đây là đoạn đường dài gần 2 cây số ở xã Bắc Hưng, huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng. Ngay sau khi phương án đề xuất giải nhựa được phê chuẩn, người dân hai thôn Kỳ Vân và Trung Hưng đã tự nguyện hiến đất, giải tỏa hành lang, đóng góp kinh phí đắp lề phụ đường trên 13.000 mét khối đất. Nhưng 10 năm qua, con đường vẫn chưa được thi công, người dân phải tự đào rãnh để thoát nước. Cát, gạch vỡ được giải tạm để phục vụ việc đi lại hàng ngày. Do phần lớn diện tích mặt đường Nguyễn Trãi dành cho việc thi công xây dựng, nên làn đường xe buýt được trưng dụng cho nhiều loại phương tiện, hạn chế tình trạng ùn tắc giao thông. Tuy nhiên trên thực tế, tại làn đường này, xe máy, xe đạp không chỉ đơn thuần lưu thông duy nhất một chiều theo quy định. Nhiều xe máy, xe đạp ngang nhiên đi ngược chiều. Đôi khi, các dòng phương tiện ngược chiều đan xen nhau khiến làn đường này chẳng khác gì con đường hai chiều thông thường. Chương trình xin được chuyển sang phần điểm lại một số clip về các vấn đề khác. Khán giả Nguyễn Hữu Tuấn từ số điện thoại 0162 với 3 số cuối là 941 phản ánh cùng chương trình về sự xuống cấp của hệ thống điện tại địa phương. Theo đó, vào ngày 2 tháng 12 vừa qua, cột điện dựng tại cánh đồng sát đường liên xã Vĩnh Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh đã truyền điện gây nhiễm điện khu vực xung quanh. Hậu quả là một con trâu đang gặm cỏ gần đó đã bị điện giật chết. Khán giả Nguyễn Quang Tuấn, hiện đang là nhân viên của công ty trách nhiệm hạn nhà nước một thành viên cơ khí Hà Nội, đã gửi đến chương trình những hình ảnh về vụ nổ khí ga xảy ra tại khu công nghiệp Khai Sơn, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh vào ngày 5 tháng 12, đã khiến cho 47 công nhân đang làm việc tại khu công nghiệp này phải nhập viện. Anh Tuấn còn cho biết thêm, sức mạnh của vụ nổ này đã khiến cho nhiều nhà cửa của người dân cũng như trường học xung quanh khu vực bị vỡ kính. Khán giả Hoàng Ninh, trú tại cư rút Đắk Nông, gửi đến chương trình những hình ảnh được anh ghi lại trên dọc tuyến đường liên xã từ thị trấn Ea Tling đến xã Đắk Win, huyện cư rút tỉnh Đắk Nông. Theo đó, trên con đường này có rất nhiều quầy hàng bán thịt lợn, thịt vịt đã được quay chín mà không hề có một biện pháp che chắn hay đảm bảo vệ sinh nào. Tình trạng này diễn ra đã nhiều năm nhưng không thấy lực lượng kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm tiến hành kiểm tra và xử lý.
khán giả Nguyễn Quang Trung, trú tại Liên Báo, Tiên Du, Bắc Ninh lại gửi đến chương trình những hình ảnh được anh ghi lại tại điểm trung chuyển xe buýt Long Biên, Hà Nội. Clip ghi lại cảnh một số người mạo danh tổ chức nhân đạo để bán tăm tre thu lợi bất chính. Khán giả Lưu Quốc Trí, trú tại huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định, phản ánh cùng chương trình về tình trạng xuống cấp của các trường mầm non trên địa bàn và đặc biệt, điều khiến các phụ huynh có con theo học tại đây nhức nhối hơn cả, đó là tất cả các trường mầm non này đều không có nhà vệ sinh. Sau đây mời quý vị và các bạn cùng đến với những clip này. Hình ảnh này được ghi lại vào khoảng 14 giờ ngày 1 tháng 12 vừa qua. Một chú trâu bị chết ngay dưới chân cột điện ven đường. Khi người dân định lại gần xem xét, mới phát hiện khu vực con trâu nằm chết bị nhiễm điện nên đã phải bắt thằng gỗ ra kiểm tra. Đồng này kia thì sang lan hết sang cả cái khu kia. Tháng 5 tháng 12, một cột khói bốc lên nghi ngút kèm theo tiếng nổ lớn tại công ty ga An Dương thuộc khu công nghiệp Khai Sơn, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh. Sau khi khói lửa bốc lên khoảng 15 phút, những tiếng nổ lớn phát ra khiến chiếc bồn dung tích vài nghìn lít bắn văng xa 300 mét. Hàng trăm công nhân đang làm việc tại các công ty trong khu công nghiệp Khai Sơn tháo chạy. Lực lượng phòng cháy chữa cháy đã huy động khẩn cấp 4 xe vòi rồng đến hiện trường. Những công nhân làm trong khu công nghiệp được các đơn vị chức năng hướng dẫn thoát khỏi khu vực nguy hiểm. Đến khoảng 11 giờ 30 phút, đám cháy mới được khống chế. Anh Minh có thằng trong kia chết này, chết, đống méo rồi. Không kịp rồi chạy. Khu đấy không có đâu. Khu bình ga không có được. Chiếc xe quay thịt lợn, thịt vịt di động như thế này xuất hiện dọc tuyến đường liên xã từ thị trấn Eat Linh đến xã Đắc Quyên thuộc huyện Cư Rút, tỉnh Đắk Nông. Không có bất cứ biện pháp che đậy nào, những xiên thịt lộ thiên cùng với nắng gió và bụi. Hoạt động đông nhất của những chiếc xe di động này vào khoảng từ 3 giờ chiều đến 8 giờ tối hàng ngày. Địa điểm thường là sát mé lộ, nơi có nhiều phương tiện đi lại. Ảnh thường thấy tại các trạm trung chuyển xe buýt tại thủ đô Hà Nội. Miệng giới thiệu nhưng cô gái này đã nhanh tay dúi gói tằm vào tay người đối diện rồi kỳ kèo số tiền 10.000 đồng với mỗi gói tằm. Thậm chí người bán tằm tiếp tục nài nỉ khách ủng hộ thêm tiền để nuôi trẻ mồ côi khuyết tật. Tuy nhiên, khi biết có người đang ghi hình, họ quay lại phản ứng ngay lập tức. Ai cho quay này? Đây là trường mầm non Du Tự trên địa bàn huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định. Trường được xây cách đây khá lâu nên rêu phong phủ kín tấm biển ghi tên trường.
Dù có hàng rào cách ly với bên ngoài nhưng đều đã rách nát. Ngay phía đầu hồi là một khu vực được quay gạch kín làm chỗ cho các em nhỏ đi vệ sinh. Giờ giải lao, hàng chục em nhỏ của trường Du Tự đều ra đây vệ sinh. Trường mầm non An Triều. Ngôi trường chỉ vỏn vẹn một căn nhà cấp 4, nằm giữa một khu đất trống. Trường không có tường bao, đặt giữa lối vào hai xóm. Giờ ra chơi, học sinh có thể vô tư chạy nhảy. Không thấy bóng dáng của bất kỳ khu vệ sinh nào. Trường mầm non đội 7 thôn An Hậu. Một vết nứt lớn dài chạy dọc khắp tường. Nhiều chỗ thể hiện rõ sự xuống cấp qua năm tháng. Còn đây là trường mầm non đội 5 thôn An Hậu, xã Ân Phong. Ngôi trường này đã được xây dựng hơn 20 năm nay. Cùng chung số phận với nhiều trường mầm non khác trên địa bàn huyện, trường mầm non đội 5 cũng không hề có tường bao, không có hàng rào ngăn cách và nhức nhối nhất vẫn là không có nhà vệ sinh. Rồi con tên gì? Con tên Chị Tiên. Hiện nay là trường con có nhà vệ sinh chưa? Chưa. Con có muốn gì? Muốn nhà vệ sinh đẹp. Mỗi lần muốn đi vệ sinh thì các cháu đi ở đâu? Tiếp theo chương trình, mời quý vị và các bạn cùng đến với những chia sẻ mà khán giả cả nước đã gửi về cho chúng tôi qua đường dây nóng 0904881414 và địa chỉ email gocnhinkhangia@vtc.vn. Khán giả Trần Anh Tuấn, trú tại Cầu Giấy, Hà Nội phản ánh vào khoảng 22 giờ 30 phút ngày 8 tháng 12 đã xảy ra một vụ cháy xe tải trên đường Dương Đình Nghệ, Cầu Giấy, Hà Nội. Anh Tuấn cho biết thêm, chiếc xe tải bị cháy mang biển kiểm soát 29C09003, khi đó đang chạy hướng Dương Đình Nghệ đi Phạm Hùng, thì phần cabin phát hỏa. Tài xế đã nhanh chóng mở cửa thoát thân và gọi cho lực lượng phòng cháy chữa cháy. Nhận được tin báo, khoảng 15 phút sau, lực lượng phòng cháy chữa cháy đã có mặt tại hiện trường, khẩn trương dập tắt đám cháy. Tuy nhiên, khi lửa được dập tắt hoàn toàn, thì toàn bộ phần cabin xe tải đã bị thiêu rụi. Hai bánh trước của chiếc xe này cũng bị cháy xém. Khán giả Nguyễn Văn Hà từ số điện thoại 0122, 3 số cuối là 827 cho biết, trên đường Lý Thánh Tông thuộc địa phận phường Hiệp Phú, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh, có hai miệng cống không được đậy kín từ mấy tháng nay khiến nhiều người lo ngại có thể xảy ra tai nạn cho người đi đường, nhất là các em học sinh. Thêm vào đó, mặt đường tại khu vực này đất đá lởm chởm kéo dài một đoạn khoảng 100m, nhiều nắp cống nằm cao hơn mặt đường. Trong đó có hai miệng cống nêu trên không được đậy kín, người dân gần đó đã phải dùng ván gỗ đặt lên và dựng biển cảnh báo người đi đường. Thưa quý vị, khán giả Lù Việt Hùng từ số điện thoại 0979 với 3 số cuối là 867 cho biết, trường tiểu học A Rơi tại thôn Phong Hải được xây dựng từ năm 2008, dành cho con em những người lên xây dựng kinh tế mới. Trường gồm 2 phòng học và 1 phòng sinh hoạt của giáo viên, sàn nhà lát gạch hoa, có cổng và tường bao quanh. Tuy nhiên, từ đó, trường tới nay chưa một lần đón học sinh, buộc chính quyền địa phương phải chuyển cửa và các trang thiết bị đi nơi khác để bảo quản. Không cửa, không người quản lý, ngôi trường đã trở thành nơi hẹn hò của các thanh niên nam nữ trong bản. Các bức tường bị bôi vẽ bằng những hình ảnh từ ngữ rất phản cảm. Nguyên nhân dẫn đến tình trạng bỏ hoang này là do các hộ dân lên làm kinh tế mới không mang theo con nhỏ mà chỉ mang con học cấp 2, cấp 3. Hiện nay, các cháu này lại phải ra các điểm trường khác để theo học. Khán giả Lùi Việt Hùng mong muốn chính quyền địa phương có thể chuyển đổi mục đích sử dụng của ngôi trường này, tránh tình trạng lãng phí nêu trên.
Thưa quý vị, còn bây giờ để giúp cho quý vị và các bạn tiện theo dõi các chương trình được phát sóng trên VTC14, không những khán giả xin được dành một phần thời lượng của chương trình để điểm qua một số chương trình đã và sẽ xuất hiện trên sóng VTC14. Trước hết, mời quý vị và các bạn cùng điểm lại một số chương trình đã được phát sóng trong tuần qua. Những con tàu trọng tải lớn, trị giá từ vài trăm đến cả nghìn tỷ, nằm chết tại nhiều vùng biển, dọc từ Bắc vào Nam. Những cái tên như Speedy Falcon, Green Sea, New Sun, Sông Danh, Hoa Sen hay Sea Eagle đều đang cùng chung một số phận như vậy. Sau suy thoái kinh tế và sự phá sản của những tập đoàn, tổng công ty hàng hải danh tiếng, sự xuất hiện của những con tàu này ngày một nhiều. Không nhiên liệu hoạt động, những con tàu như tảng sắt nổi khổng lồ dập dềnh khắp các cảng biển giống như những con tàu ma. Sự tồn tại của chúng không chỉ trở thành mối nguy hại đối với an toàn hàng hải mà còn ảnh hưởng đến môi trường và cảnh quan khu vực. Chưa dừng lại ở đó, hàng chục thuyền viên có nhiệm vụ trông giữ những con tàu này đang sống trong tình trạng vật vờ vì không lương thực và điện nước. Không thể nắm chắc tình trạng của chúng sẽ kéo dài bao lâu, trong khi đó nó vẫn đang xuống cấp từng ngày, gây lãng phí tiền bạc của nhà nước. Và quan trọng, những con tàu tiền tỷ này đang trở thành mối hiểm họa, đe dọa đến an toàn hàng hải. Chương trình Cận cảnh tuần qua với tựa đề Khi vận tải biển buông neo đã gửi đến quý vị và các bạn cái nhìn toàn cảnh về nền kinh tế vận tải biển hiện nay. Hiếm có một nơi nào cái cổ kính lại hiện diện và nằm kế bên cái hiện đại nhiều như Hà Nội. Cái vẻ thâm u và trầm mặc bất ngờ hiện ra ở một góc phố được những nhành cây và tiết trời làm cho đổi khác. Mái ngói và tường rêu lặng lẽ ở đó giữa cái bất tận và xô bồ. Người Pháp đã đem đến xứ sở nhiệt đới này những ngôi nhà núp sau tán cây, một vẻ đẹp trong sự thấp thoáng của ánh nhìn. Nhu cầu thẩm mỹ của thị giác là tất yếu trong một không gian sống, trong một thành phố mà chúng ta tin rằng là đẹp nhất. Nhưng chúng ta đang đối xử với thành phố này, không gian thiên nhiên của thành phố này theo một cách khác. Dường như ở đây, Hà Nội chỉ đẹp trong một vẻ lãng đãng của thành phố trong sương gió, một vẻ đẹp lặng lẽ dưới màn sương của thành phố nghìn năm tuổi vẫn còn chờ đợi được đánh thức. Góc nhìn cuộc sống tuần qua đã gửi tới quý khán giả xem truyền hình một cái nhìn khác về Hà Nội, một cái nhìn rất riêng của những người yêu mến Hà Nội được gợi mở từ những góc phố, từ những con đường, từ những sinh hoạt thường nhật và từ tiết trời Hà Nội. Thịt treo gác bếp là một món ăn truyền thống của đồng bào các dân tộc thiểu số vùng cao, đáp ứng được nhu cầu dự trữ lương thực thực phẩm trong những ngày đông khan hiếm. Món thịt treo vốn là một sản phẩm mang đậm dấu ấn văn hóa người Mông, nhưng khi hòa nhập vào nền văn hóa ẩm thực bản địa, nó đã được những tộc người khác như người Tày, người Hoa, người Dao ứng dụng và thay đổi cách thức làm, cũng như một số gia vị cho phù hợp với khẩu vị và thói quen ăn uống của từng dân tộc, từng vùng miền. Tựu chung lại, vẫn là thịt lợn được ướp muối, tẩm gia vị rồi treo lên gác bếp. Dù là một món ăn truyền thống, tuy nhiên, theo nhiều chuyên gia dinh dưỡng, thì việc sử dụng thường xuyên thịt treo gác bếp sẽ không có lợi cho sức khỏe. Bởi trong quá trình gác bếp, lượng khí thải CO, CO2 từ khói than củi bốc lên trực tiếp ám vào những miếng thịt treo, tích tụ lâu ngày, gây ảnh hưởng tới sức khỏe người sử dụng. Các chuyên gia nghiên cứu về công nghệ sinh học đã xác nhận sự độc hại của khói than củi lên sức khỏe con người, làm ảnh hưởng đến hệ thần kinh, khả năng nhận thức, trí nhớ, khả năng học hỏi cũng như suy nghĩ logic của trẻ em và người lớn.
Chương trình Ngon và Lành tuần qua đã gửi đến quý vị và các bạn những phân tích của các chuyên gia dinh dưỡng về món ăn được xem là độc đáo của đồng bào dân tộc này. Còn bây giờ mời quý vị và các bạn cùng theo dõi những chương trình đáng chú ý sẽ phát sóng trong tuần tới trên kênh VTC14. Năm 2012 được chọn là năm giao thông, cũng là năm mà người dân và doanh nghiệp phải đau đầu vì xe cộ. Một loạt các quy định mới có liên quan đến các phương tiện giao thông được đưa ra như tăng phí trước bạ, thu phí lưu hành, cấm chỗ gửi xe, phạt không chính chủ, thu phí bảo trì. Những chiếc xe vốn đã lưu thông ì ạch vì đường xá tắc nghẽn, xuống cấp, nay lại bị bóp nghẹt bởi biết bao quy định. Dẫu biết rằng, với một đất nước đang trong giai đoạn phát triển như ở Việt Nam, việc cập nhật chính sách, pháp luật liên tục để đáp ứng yêu cầu hội nhập là điều cần thiết. Song nếu các chính sách đó được nghiên cứu một cách cụ thể, dựa trên nguyên tắc dân vi bản, thì có lẽ các quy định ban hành ra đã không phải sửa đổi, thậm chí là bãi bỏ như thực tế diễn ra nhiều năm qua. Chương trình Cận cảnh tuần tới là câu chuyện xoay quanh những bất tiện mà người dân gặp phải khi tham gia giao thông hiện nay. Lá là nguyên nhân của nhiều loại bệnh nguy hiểm đối với con người như ung thư phổi, nhồi máu cơ tim, xơ vữa động mạch và các bệnh về hệ hô hấp. Theo dự báo của Tổ chức Y tế Thế giới, đến năm 2020, số người chết vì thuốc lá sẽ nhiều hơn số người chết do HIV/AIDS, lao, tai nạn lao động, tai nạn giao thông đường bộ. Tác hại của thuốc lá đối với sức khỏe nói chung và gây nên ung thư nói riêng đã được y học chứng minh từ nhiều năm nay. Trong chương trình Hiểm họa quanh ta phát sóng tuần tới trên VTC14, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu sâu hơn về tác hại được gây ra từ khói thuốc. Thưa quý vị, chương trình Góc nhìn khán giả ngày hôm nay của chúng tôi xin được khép lại tại đây. Nếu có thông tin, hình ảnh, clip đáng chú ý, quý vị khán giả hãy gửi ngay về cho chúng tôi theo địa chỉ. Chương trình Góc nhìn khán giả, kênh VTC14, đài truyền hình kỹ thuật số VTC tại địa chỉ số 65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội. Hay email đến địa chỉ gocnhinkhangia@vtc.vn hoặc quý khán giả cũng có thể gọi điện đến đường dây nóng 0904881414. Khi gửi hình ảnh clip chia sẻ về cho chương trình, quý vị khán giả hãy ghi thật rõ tên họ thật cùng địa chỉ, số điện thoại để ban biên tập tiện liên lạc sau khi phát sóng clip trong chương trình. Xin được cảm ơn sự quan tâm theo dõi và ủng hộ của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.